Phải kể đến em mũ denim này nha. Vì mua em này cũng khá là lâu rồi đấy. Và thế là nó mix được rất là nhiều set kiểu tông hàn như thế này. Em này thì có tổng cộng là 3 màu, còn màu mình đang đội là màu xanh nhạt nhất nhá. Sang đến em mũ thứ hai thì phải nói là năm nay mình thấy nó siêu hot luôn. Mình thấy nhiều bạn trên TikTok đội cực kỳ là cute luôn nên là phải múc liền. Sắp tới thì mình đi du lịch khá là nhiều nên là đội em này cảm giác nó sẽ cực kỳ đúng gu ấy. Mặc ở nhà đâu nhá, miễn là ứng dụng của nó cao mà có thể mặc đi mặc lại cho các dịp khác nhau ấy. Dạng đồ thứ nhất mình sẽ ưu tiên đó là dáng dài một chút, rộng rãi, thích hợp cho việc đi đi lại lại nhiều này. Dạng đồ thứ hai thì sẽ ưu tiên cho những set bộ như thế này. Set bolo này thì chỉ là một ví dụ điển hình thôi nhá. Thường thì những set đồ bộ sẽ khiến các bạn không phải suy nghĩ nhiều là áo này hay quần này sẽ mix với cái gì. Nói chung là mình thấy cứ đơn giản thoải mái mà vẫn xinh là ok rồi ấy. Nếu như em là cỏ thì anh là cây, em là mưa thì anh là mây, em là cửa thì anh là nhà, còn em là hoa thì anh là lá. Không có nỗi buồn đầy xót xa, không có lời lạc để thương tha, không có thứ tình cảm gọi là thoáng qua. Em hãy chấp nhận một người anh thật mà yêu em.